kết hợp bảng chữ cái alpha và chữ số. Và nhìn đồ hình bên kia kìa, có 5 chữ G luôn. Một say ghê đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho đi chiến đấu xem là có thể giành chiến thắng trước đội hình mạnh mẽ của mình không. Let's go nào. Rồi, cố lên anh em ơi. Yeah. Victory đã dành cho mình các bạn ạ. Rồi, lần này này, nguyên một dãy chữ B chiến đấu với quái vật Blue các bạn ạ. Mình sẽ kết hợp những chữ B này thành một chữ B siêu to khổng lồ. Nào, đấy, lên, thấy chưa? Đây đây các bạn ơi. Rồi, lên. Wow, rồi chiến đấu đi. Chữ B của mình đang chiến đấu rất là căng go với con quái vật Blue kia. Và con quái vật Blue kia đã bị tiêu diệt. Mình biết rồi. Rồi, màn đấu tiếp theo các bạn. Bây giờ bên kia kìa, có một chữ H, hai chữ E và ba số 6 luôn. Rồi được rồi, mình sẽ củng cố thêm. Đấy, nào kết hợp vào. Ok, tiếp tục là kết hợp các bạn ơi. Rồi rồi, ok, let's go xem nào. Bên kia. Rồi, bên kia nhanh chóng bị tiêu diệt. Đã bị thua các bạn ạ, bên mình Victory. Tiếp tục nha, bên kia kìa. Bây giờ chỉ có một chữ G và ba số 7 các bạn ạ. Ui, ghê, được. Nhưng mà đội hình của mình vẫn đông hơn đội hình bên kia. Cho đi chiến đấu đây nè, xem này. Thấy chưa, bên kia tiêu diệt, bị thua này. Bên mình Victory này các bạn ơi. Nào, bang. Thấy chưa? Tiếp tục các bạn ơi. Rồi, củng cố thêm. Rồi, lên nào, kết hợp vào. Rồi, lên các bạn ơi. E, F, G, H. Wow, được một chữ Y các bạn ơi. Ok, ngon chưa. Let's go. Bên kia kìa, wow, các bạn ơi. Sao mà bên kia khỏe thế? Nhưng mà không ăn thua. Kiểu gì cũng thua dưới đội hình đông của mình cho mà xem. Thấy chưa. Tay. Victory. Tiếp tục nào các bạn. Bên kia bây giờ kìa, có hai chữ G màu nâu luôn và 4 số 5 màu xanh, 2 số 7 màu đen xì xì luôn các bạn ạ. Ok, rồi. Củng cố thêm nào. Rồi. Kín hết sàn rồi các bạn ạ. Let's go. Xem nào, bây giờ bên mình đông lấy thịt đè người các bạn ạ. Đấy, đông áp chảo ít. Đấy, thấy chưa. Ui, bên mình đông quá, bên kia kìa. Bị thua ngay, thấy chưa? Đông mà. Tiếp tục các bạn ơi. Ui rồi, bên kia bây giờ chỉ có một chữ H, hai chữ G, quá ít các bạn ạ. Bên mình quá đông luôn. Xem đây. Rồi, xem những anh em mình đông chiến đấu đây. Rồi, bên kia kiểu gì chẳng bị thua. Ít mà, thấy chưa? Mình lại victory. Wow, bây giờ là một trận đấu ghê gớm và kịch tính này các bạn ơi. Với rất nhiều chữ C và một con quái vật Blue tay siêu dài các bạn ạ. Được, bây giờ mình sẽ kết hợp đây nè. Nào, lên. Đây các bạn ạ, kết hợp vào. Rồi, xuống đây. Sang, xuống, sang. Lên, ui, chữ C siêu to. Thấy chưa. Rồi, chữ C siêu to của mình cố lên nào. Ui, dạ. Victory dành cho chữ C của mình. Tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ bên kia có hai chữ D, ba chữ G và hai số 5 các bạn ạ. Được lắm. Ok, mình phải kết hợp vào. Đấy, kết hợp chữ A vào. Rồi, còn đấy, rất là nhiều luôn. Rồi, lên. Ok, có tiếp thêm nào. Let's go. Xem nào. Wow. Các bạn ơi, cố lên đội hình của mình. Wow, bên mình chỉ có một chữ Y và rất là nhiều chữ số luôn. Bên kia chỉ có một số 5. Thua, bên mình victory. Tiếp tục các bạn ơi. Có con gì bay qua. Wow, tiền các bạn ơi, mình sẽ lấy nha. Rồi các bạn ơi, bên mình vừa củng cố thêm được một chữ D rồi các bạn ơi. Bên kia kìa, có 4 chữ F. Wow, 1 chữ G và 4 số 6. Ghê. Rồi, let's go xem nào. Bên mình ít người có thể chiến đấu thắng được đội hình bên kia đông người không các bạn ơi. Wow, cố lên. Có các bạn ạ, ít chiến đấu được thắng quá siêu luôn. Tiếp các bạn ơi, bên kia kìa, bây giờ củng cố 2 chữ E, 3 chữ G, 2 số 5 và 1 số 7 các bạn ạ.
Ok ok, được rồi, mình sẽ let go xem nào. Trời ơi, xem mình có thể victor đi đội hình bên kia nữa không các bạn ơi. Bên mình chỉ còn một chữ Y để mà chống cửa trên nào thôi. Wow, nhưng mà quá khỏe các bạn ạ. Chữ Y của mình ạ. Rồi, bên kia chỉ còn một snap đã bị thua dưới đội hình của mình. Tiếp tục nào. Bên kia bây giờ cũng có rất nhiều chữ E và chữ F các bạn ơi. Có 3 số 7 đen xì xì ở cuối kìa. Wow, mình sẽ xếp số 7 ra giữa này. Đấy, được rồi, let's go. Xem nào. Ui các bạn ơi, tục đội hình bên kia đang tiêu diệt và chiến đấu con chữ Y của mình. Rồi, chữ Y của mình đã bị hạ gục rồi các bạn ơi. Và mình đã bị thua các bạn à. Sau bao trận đấu chiến thắng lại nha các bạn ơi, mình vừa củng cố thêm được 1-2 chữ A và 1 chữ B, 1 chữ D các bạn ơi. Rồi, ok. Và mình sẽ xếp xuống dưới này các bạn ơi. Đấy, ok, để 1 chữ D ở trên rồi. Let's go xem nào. Yo, cố lên anh em ơi. Wow, các bạn ơi, chữ Y của mình vẫn còn sống nè. Nào, cố lên anh em ơi. Liệu mình có thể giành chiến thắng không? Các bạn ơi, có, victory rồi. Rồi, tiếp tục. Wow, bây giờ bên kia kìa các bạn ơi, rút hết rồi, chỉ còn 2 chữ H và 1 số 7 thôi các bạn ạ. Quá yếu. Rồi, xem mình đây, nhanh chóng đội bên kia bị tiêu diệt cho mà xem. Rồi, thấy chưa, bên kia chỉ còn 1 số 7 mong manh và đã bị thua. Rồi, lần này này, cuộc chiến giữa chữ Ê, và quái vật các bạn ơi, Garen kìa. Con quái vật này là con quái vật thần nằn các bạn ạ, Garen thần nằn. Nhìn mắt nồi mồm cá sấu. Ghê đấy, được, rồi mình cứ làm lên này. Nào, cứ làm vào đây các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi, chữ D và 4 chữ D nhỏ, 1 chữ D to đang chiến đấu với con quái vật cá sấu kìa các bạn ơi. Răng của nó quá khê luôn, mắt thì lồi ra. Nhưng bên mình liệu có thể giành chiến thắng không các bạn ơi? Rồi, cố lên. Cho đi. Tay bang. Các bạn thấy không? Đội hình của mình quá khỏe và mạnh. Tiếp nha, bây giờ bên kia chỉ có 4 nhân vật, 2 chữ G, 1 chữ H và 1 số 6 thôi các bạn ạ. Bên mình nhỉ, 2, 4, vô cho mình kết hợp vào các bạn ơi. Đấy, kết hợp vào, đấy, được rồi, cho đội hình bên kia đỡ sợ các bạn ạ. Rồi, 3 chữ cái và 2, 5 chữ số các bạn ạ. Xem đây, rồi bên kia xem, liệu có thể giành chiến thắng không? Rồi ơi, khi mà bên kia ít người hơn bên mình. Không các bạn ạ, bên kia ít người làm sao mà có thể giành chiến thắng trước đội quân nhiều người của mình. Tiếp nha các bạn ơi, bây giờ bên kia 3 chữ G, 2 số 6 và 1 số 7 đen xì kìa các bạn ơi. Rồi, xem nào, có thể giành chiến thắng trước đội hình của mình không? Úi dồi ôi, không các bạn ạ, bên kia lại thua rồi. Thấy chưa, mình lại thắng. Ok các bạn, vừa rồi mình đã tiếp tục kết hợp bảng chữ cái và chữ số alpha và mình liên tiếp giành chiến thắng các bạn ơi. Các bạn xem video đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.